comment của thầy giáo Lê Trung với bài thơ của nhà thơ Võ Thị Như Mai: Yêu để khi tim đập nhịp cuối cùng, chiếc lá giòn tan vỡ giữa chân chiều, gai hoàng hôn xuyên đại dương rửa máu, cơn bão bùi đám tình mình tiêu điều, cảnh chuông gãy suy tư tràn về đâu, là dòng nước mát con suối chảy qua, là hò hẹn ngọn đồi vi vu gió, là mắt hải đang đảo vạn khơi xa, là giọt lệ hong vai gầy đường nhỏ, màn đêm kéo rèn xóa từng dấu chân, kỷ niệm tươi nguyên vần thơ rượu đắng, tưới lên nụ hôn cõi người phân thân, ly ti chạm nhau giữa lòng biển mặn, thế rồi đôi tay mềm mại nâng lên, bay các tiền đưa linh hồn xây tổ, đi để trở về chìm trong bể khổ, yêu đến khi tim đập nhịp cuối cùng, yêu đến khi ta về ngôi nhà chung, khiêu vũ mê say cùng con sóng nhỏ, quên hết một đời dần hờn mông lung, lấp lạnh trong đêm vầng trăng sáng tỏ, chiếu vĩnh hằng cho riêng nhỏ và anh. Võ Thị Như Mai. Dường như là một bài thơ nói về sự nhạy cảm, một sự nhạy cảm vô cùng sâu sắc của con người. Khi bạn trở nên nhạy cảm với tất cả những gì xảy ra xung quanh bạn, thì bạn có thể cảm nhận được những thanh âm không có tiếng động của thế giới xung quanh, và những thứ vô hình chỉ có thể được cảm nhận ở tầng sâu trong trái tim của bạn. Chẳng hạn, ngay trong phổ thơ đầu tiên chúng ta thấy: Chiếc lá giòn tan vỡ giữa chân chiều, gai hoàng hôn xuyên đại dương rỡ máu, cơn bão bùi đắm tình mình tiêu điều, cảnh chuồng gãy suy tư tràn về đâu. Tất cả đều là những cảm nhận hết sức siêu thực của một thiền nhân, một người có hành trình tìm kiếm tín ngưỡng khác với một chuyến đi khám phá khoa học. Trong một cuộc điều tra khoa học, bạn phải tập trung cao độ, đến nỗi bạn quên cả thế giới. Tập trung chính là co hẹp phạm vi ý thức. Một tâm trí tập trung trở nên rất hiểu nhạy cảm với những thứ khác. Nhưng thiền nhân lại là một người trở nên có ý thức với tất cả những gì đang xảy ra, không hề chọn lọc, đơn giản là nhận thức toàn bộ, toàn diện, không hề giới hạn phạm vi. Nói cách khác, tâm trí là trạng thái thu hẹp của ý thức. Ý thức khi đó tuôn chạy theo một đường kính hẹp, đi qua một đường hầm. Còn thiền nhân là một người đứng dưới một bầu trời rộng mở, sẵn sàng đón nhận mọi điều, cho nên bạn sẽ cảm nhận được là dòng nước mát con suối chảy qua, là hò hẹn ngọn đồi vi vu gió, là mắt hải đang đảo vạn khơi xa, là giọt lệ hong vai gầy đường nhỏ. Đó là kết quả của sự nhạy cảm. Mọi giác quan của bạn đã hợp nhất thành sự nhạy cảm. Bạn không phải là mắt và tai và mũi, mà bạn là sự tổng hợp của mọi giác quan, không có khoảng trống nào. Bạn thấy, bạn nghe, bạn chạm, bạn ngửi và bạn nếm cùng một lúc. Chỉ khi bạn không chọn riêng một cảm nhận đơn lẻ nào cả, thì bạn mới có thể cảm nhận được. Màn đêm kéo rèn xóa từng dấu chân, kỷ niệm tươi nguyên vần thơ rượu đắng, tưới lên nụ hôn cõi người phân thân, ly ti chạm nhau giữa lòng biển mặn. Một con người thực sự nhạy cảm, thực sự hiểu biết sẽ kích hoạt được sức sống của mọi giác quan. Cái chạm của anh ta bao quát tất thảy mọi chuyện trên trời dưới biển, mọi thứ vô hình hay hữu hình, ly ti chạm nhau giữa lòng biển mặn. Không một tiếng ngưỡng nào, không có sự mở mang nào khác lại có thể chạm tới được bạn một cách sâu sắc. Như vậy, các giác quan của bạn vẫn tràn đầy sức sống, thì bạn sẽ nhận biết được. Thế rồi đôi tay mềm mại nâng lên, bài ca tiễn đưa linh hồn xây tổ, đi để trở về chìm trong bể khổ, yêu đến khi tim đập nhịp cuối cùng. Các giác quan của bạn không chỉ sống dài hoàn toàn, mà chúng còn hòa hợp với nhau, hòa chung vào một nhịp điệu sâu lắng, trở nên đồng điệu, trở thành một dàn nhạc giao hưởng. Nhận thức của bạn tuôn chảy qua các giác quan, tựa như muối tan trong nước biển, như màu tan trong thuộc nhuộm. Điều nhỏ nhất ly ti cũng không tách rời bản thể của bạn. Bản ngã, linh hồn, bản thể đích thực của bạn đã sống dậy nhờ vào sự nhạy cảm trọn vẹn, toàn diện đó. Do vậy mà cả hai phổ thơ cuối của bài thơ đã liên kết với nhau bằng cụm từ yêu đến khi, được lặp đi lặp lại hai lần nhằm liên kết hai phổ thơ với nhau để tạo thành một nhịp điệu, một sự hòa hợp, một dàn nhạc giao hưởng cho bản thể của bạn. Yêu đến khi ta về ngôi nhà chung, khiêu vũ mê say cùng con sóng nhỏ, quên hết một đời giận hờn mong lung,
lấp lạnh trong đêm vầng trăng sáng tỏ, chiếu bình an cho riêng nhỏ và em. Điều đó đã giải thích tại sao bài thơ vừa mới ra đời đã được nhạc sĩ Vĩnh Nguyên phổ nhạc thành một bản nhạc rất tuyệt vời. Một khi bạn bắt đầu trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh, bạn nghe thấy tiếng hót của chim, cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, ngửi thấy hương thơm của hoa cỏ, sự nhạy cảm ấy giờ đây hướng vào phía bên trong, hướng vào ngôi nhà bên trong bạn, thì nó cũng chính là sự nhạy cảm khiến cho bạn cảm nhận được tình yêu không phải là một điều gì lớn lao, trừu tượng, mà nó chính là hơi thở, là nhịp đập của trái tim bạn. Chừng nào bạn còn sống thì bạn vẫn còn phải hít vào, thở ra, và trái tim của bạn vẫn còn nhịp đập, thì bạn vẫn còn tình yêu, bạn vẫn còn yêu bản thân mình, nếm được mình, ngửi được mình, nhìn thấy mình và chạm tới bản thân mình. Để quên hết một đời dần hờn mông lung, bạn sẽ lấp lánh trong đêm như một vầng trăng sáng tỏ, và ánh sáng của nó sẽ chiếu rọi cho bạn, và người yêu của bạn đi vào cõi vĩnh hằng một cách nhẹ nhàng êm ái nhất có thể. Vâng, bài thơ Yêu Đến Khi Tim Đập Nhịp Cuối Cùng cũng đã được nhạc sĩ Quang Đậu phổ nhạc và trình bày ngẫu hứng với cây đàn guitar, thật mộc mạc, giản dị, hết sức đời thường. Như Mai, xin mời cả bạn cùng thưởng thức. Trân trọng cảm ơn. Cuối cùng.
Da 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 da